kẻ thấy chết mà không cứu nhất định gặp quả báo. Một người đàn ông Trung Quốc sống ở quận Năng Linh, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, trên đường lái xe về nhà thăm mẹ thì phát hiện một phụ nữ bị thương nặng nằm bất tỉnh ở ven đường. Nhưng vì sợ gặp rắc rối khi xe mình không lắp camera hành trình, nên anh này đã không dừng lại cứu người và tiếp tục đi mà không ngờ rằng đó chính là mẹ ruột của mình. Đây là bài học cho bệnh vô cảm đang ngày càng thành căn bệnh phổ biến của xã hội hiện đại. Vì sợ sẽ gặp rắc rối phiền hà, nhiều người đã không màng tới người bị tai nạn và chuyện gì sẽ xảy ra nếu người tai nạn đó không ai khác lại là những người thân của chúng ta. Nếu lúc đó người đàn ông này dừng lại cứu người bị thương đó thì biết đâu người phụ nữ đó đã không chết. Sau đó, anh này lái xe tới thẳng nhà mẹ mình nhưng bà không có nhà hỏi thăm hàng xóm anh ta được biết từ sáng sớm bà cụ bắt xe tới thăm anh cảm giác bất an nổi lên trong lòng người đàn ông này anh ta ngay lập tức lái xe quay trở lại nơi phát hiện người phụ nữ gặp nạn đang nằm bất tỉnh khi đến gần anh ta rụng rời chân tay khi phát hiện ra người phụ nữ người dính đầy máu me chính là mẹ của mình anh lập tức gọi cứu thương nhưng bà đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Cảnh sát sau đó điều tra ra người tài xế đã gây ra cái chết của bà cụ. Tài xế này đã thừa nhận đánh bà và Kinh dịch dạy rằng, người nào làm ơn, làm phước chính là đã mở đường cho mọi sự tốt lành đến, còn người nào làm ác chính là tự đón lấy cái tai họa vào mình một tiệm vải lụa tại Hàng Châu, thành lập hơn mười mấy năm, chủ nhân đã hơn 50 tuổi nhưng lại có lòng bất lương. Có một năm, nơi này phát sinh hỏa hoạn, tiệm tơ lụa cũng bị liên lụy. Đằng sau tiệm có căn hộ nghèo, cả nhà ba người lấy nghề giặt vải làm mưu sinh, ra vào bắt buộc phải đi qua bên hông tiệm tơ lụa. Khi lúc lửa cháy lan qua hộ nghèo Cả nhà dùng sức gõ cửa bên hông của tiệm tơ lụa và la lớn, mở cửa, mở cửa ra đi, với hy vọng có thể thoát ra từ đó để bảo toàn sinh mệnh. Nhưng đâu ngờ, chủ nhân của tiệm vải lụa do muốn tiện lợi việc khiên dọn tài sản của mình cho người dùng sức chặn cửa lại, không được mở cửa ra. Đợi khi hàng dọn xong, lửa cũng đã tắt thì cả nhà hộ người nghèo đã bị thiêu chết trong biển lửa trải qua một năm chủ nhân tiệm vải đột nhiên qua đời có một đêm ông ta báo mộng về cho con trai và nói cha hại chết cả gia đình hộ nghèo đó nên diêm phủ không cho phép cha đầu thai làm người mà bắt cha đầu thai thành heo cha bây giờ đã đầu thai vào nông trại một nhà có đàn heo đang sinh sản tổng cộng có bốn heo con trên mình con heo có chấm là cha đầu thai đó con hãy đến nhà nông kia xin mua cha về nhà nuôi tránh bị giết mổ nói xong thì òa lên khóc người con trai giật mình tỉnh dậy cảm thấy mộng như thật và dựa theo địa chỉ trong mộng chỉ dẫn mà đi tìm thì quả nhiên tìm thấy nhà nọ có heo mới đẻ ra được mấy hôm trong số heo con mới sinh có một con heo có chấm đen heo con thấy người con trai tìm đến thì la hét lên trông rất tội nghiệp người con trai liền bỏ tiền ra mua heo về nhà nuôi ngoài ra còn chuẩn bị một căn phòng để cung dưỡng nó và mướn một người về chăm sóc mỗi ngày tắm cho heo dùng thức ăn thượng đẳng để nuôi dưỡng y như cung dưỡng lúc cha còn sống trên đời lúc còn sống ông chủ tiệm vải rất thích hút thuốc uống rượu nên con trai ông lúc nào cũng cho thuốc rượu cung phụng cho heo mỗi bữa cơm đều uống đến mặt đỏ ngầu lúc ông hút thuốc người làm tay cầm điếu thuốc đưa vô miệng nuốt vô bụng như điên cuồng như thế trải qua mấy năm heo lại đến báo mộng cho con trai và nói lúc cha còn sống đã phạm phải tội ác đáng chịu quả báo vạn kiếp lúc chết đi phải đầu thai vào đạo súc vật nếu còn hưởng thụ như người sống trên trần gian thì chỉ càng tăng thêm tội lỗi. Từ nay về sau, không cần phải mang thuốc lá, rượu, càng không cần phải mướn người chăm sóc cho cha, chỉ cần nuôi cha bằng cơm là được rồi. Có một câu chuyện khác xảy ra tại huyện Quế Lâm, thuộc tỉnh Quảng Tây. Một hôm có bọn cướp đột nhập vào một nhà giàu và cướp đi vô số vàng bạc châu báu cùng với rất nhiều vải lụa gấm vóc khác. Sau đó, chúng dùng hết số gấm lụa vào một cái bao lớn rồi đem về bán ở một vùng nông thôn với giá 5 lạng bạc. Có một người tên là Lý Phú Quý thấy vậy, liền xuất tiền ra mua, vì ông ta biết rằng với số lượng gấm lụa này có thể bán lại được khoảng 50 lạng bạc. Nhưng không lâu sau, quan phủ phát hiện ra vật chứng ngay trong nhà của ông Lý. Thế là ông Lý bị nghi là kẻ cướp nên ông bị dẫn lên phủ và phải chịu sự đánh đập tra tấn của quan phủ. Ông ta một mực kêu oan và nói rằng: "Tôi không phải kẻ cướp, tôi chỉ là người mua lại, nếu quý vị không tin thì có thể gọi ông chú họ của tôi đến làm chứng." Quan phủ liền cho gọi người chú lên, nhưng ông này sợ bị phiền phức nên khi đến nơi liền chỉ mặt ông Lý mà nói rằng: Tôi không quen biết gì với ông cả, ông đúng là một kẻ cướp. Thế là Lý Phú Quý phải bị bọn nha phủ đánh chết vì không chịu nhận tội. Ngày đêm hôm đó, người chú họ nằm mộng, thấy một con quỷ tóc tai bê bết máu me lao đến, dùng hai tay bóp cổ ông ta mà nói rằng: Người thấy chết mà không chịu cứu, nên Diêm Vương sai ta đến bắt ngươi xuống để đối chất khi đó ông ta liền lớn tiếng kêu cứu bọn gia nhân nghe vậy liền hốt hoảng chạy đến thì đã thấy ông ta trợn mắt mà chết trông rất đau đớn kinh dịch dạy rằng người nào làm ơn làm phước chính là đã mở đường cho mọi sự tốt lành đến còn người nào làm ác chính là tự đón lấy các tai họa vào mình khi thấy có người gặp nguy hiểm, nếu không cứu là bất nhân, còn sợ bị phiền phức mà nói dối là bất nghĩa. Mà những kẻ bất nhân bất nghĩa như thế thì chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của nhân quả. Thật là thiện ác, có sự báo ứng rõ ràng. Mới đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh nam thanh niên chết đuối tại Đà Nẵng, Việt Nam. Trước sự chứng kiến của nhiều người, Điều khiến đoạn clip thu hút được nhiều ý kiến trái chiều là việc hàng chục người đứng trên bờ chứng kiến cảnh nam thanh niên vùng vẫy như cầu cứu nhưng lại không có ai ra tay cứu giúp. Đây không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất xảy ra mà thực tế trong cuộc sống xã hội chúng ta đã xảy ra rất nhiều tình trạng tương tự. Điển hình nhất có lẽ là việc rất nhiều các nạn nhân bị tai nạn giao thông nhưng không được người đi đường hỗ trợ đưa đi cấp cứu, trong đó dẫn đến không ít trường hợp đáng tiếc tử vong vì không được cấp cứu kịp thời. Nói về tình trạng trên, luật sư Nguyễn Văn Nguyên cho biết, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thấy người gặp hoàn cảnh hoạn nạn ra tay cứu giúp là nét đẹp trong văn hóa và đời sống người Việt Nam. Nhằm bảo vệ các giá trị quan niệm tốt đẹp đó, Điều 102 Luật Hình sự Việt Nam quy định tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Thứ nhất, người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp, dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Thứ hai, phạm tội, một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm. B. Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm vụ việc xảy ra làm dư luận không khỏi xót xa, chê trách về sự vô cảm bàng quan của những người trực tiếp chứng kiến năm thanh niên rơi xuống sông và chết đuối. Pháp luật đã có quy định, nhưng trường hợp này trên hết phải nhìn dưới góc độ tính người, đạo đức xã hội, xã hội học thì mới có biện pháp ngăn ngừa các vụ việc tương tự đáng tiếc như vậy. Luật sư Nguyên nhấn mạnh. Thấy chết không cứu, không ngờ nạn nhân là mẹ mình việc làm mang lại lợi ích cho người khác đó gọi là thiện việc làm chỉ mưu lợi ích riêng cho bản thân mình đó gọi là ác nếu có thể mang lại lợi ích cho người thì việc mắng nhiếc nhục mạ người cũng đều là thiện nếu chỉ vì lợi ích riêng tư cho bản thân mình thì việc cung kính lễ phép với người khác cũng đều là ác vì thế người làm việc thiện lấy sự lợi ích cho người khác làm việc chung thì việc chung ấy là chân thật xem lợi ích của bản thân mình là việc riêng tư việc mưu lợi riêng tư ấy ắt là giả dối làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật không xuất phát từ bản tâm chỉ bắt chước làm theo là giả dối làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật vướng mắt nơi hình tướng phân biệt là giả dối đối với hết thảy những việc tương tự khác các ông đều nên dựa theo các nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét phân biệt giữa thiện hay ác chân thật hay giả dối như thế nào là ngay thẳng khác với tà vậy Người đời nay thấy những kẻ thật thà dễ sai bảo thì xem đó là người hiền lành mà chọn dùng. Bậc thánh nhân xưa kia thà chọn dùng những người có chí khí hướng thiện hoặc có quyết tâm không làm việc ác. Với những kẻ thật thà dễ sai bảo, tuy ở trong một thập thông sớm thì có thể xem là tốt, nhưng đối với nền đạo đức chung thì đó là những kẻ gây tổn hại vì chỉ biết thuận theo thế tục chứ không hề có ý chí hướng thiện cho nên cách phân biệt thiện ác của người thế tục đem so với bậc thánh nhân rõ ràng có sự trái ngược nhau từ đó mà suy ra hết thảy những sự lựa chọn yêu ghét lấy bỏ của người đời cũng đều có sai lầm sự phân biệt những điều phước thiện hay tà ác họa hại của quỷ thần cũng đều tương đồng với sự phân biệt những điều đúng đắn hay sai lầm của bậc thánh nhân nhưng lại khác biệt với những sự phân biệt yêu ghét lấy bỏ của người đời vì thế nếu muốn làm thiện tích đức chắc chắn không thể tùy theo những điều tai nghe mắt thấy của riêng mình mà phải xuất phát từ cội nguồn sâu thẳm kín đáo trong tâm âm thầm tu sửa gột rửa dứt sạch mọi điều tà vậy nếu chỉ còn duy nhất một tâm nguyện cứu người giúp đời đó là làm thiện một cách ngay thẳng chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm dối người gạt đời ắt đó là làm thiện một cách tà vậy nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện thương người yêu đời đó là ngay thẳng chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm giận người hận đời ắt đó là tà vậy nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện cung kính người khác, đó là ngay thẳng. Chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm bẩn cợt, ác đó là tà vậy. Những lý lẽ phân biệt như thế đều nên phân tích khảo xét cho thật kỹ lưỡng. Như thế nào là tích âm đức khác với tạo phước ở đời? Những việc thiện mà người đời thấy biết được đó là tạo phước ở đời. Những việc thiện mà người đời không hay biết, đó là tích âm đức. Tích âm đức thì được trời báo đáp, còn tạo phước ở đời thì được hưởng tiếng tốt. Tiếng tốt đó cũng là phước báo vậy. Nhưng danh tiếng vốn là chỗ đối kỵ với lẽ tự nhiên của tạo vật. Người nào được thọ hưởng danh tiếng tốt đẹp mà không thực xứng đáng, thì đa phần đều phải chuốt lấy tai họa người nào không có lỗi lầm xấu ác gì mà phải oan ức nhận lấy tiếng xấu thì con cháu lại thường được nhanh chóng phát đạt sự khác biệt giữa tích âm đức với tạo phước ở đời thật hết sức tinh tế nhỏ nhặt khó thấy như thế nào là đúng đắn khác với sai lầm nước lỗ vào thời xuân thu có luật định rằng người nước lỗ khi bỏ tiền ra để chuột dân nước lỗ bị bắt làm nô lệ từ các nước chư hầu khác về đều có thể đến quan phủ địa phương nhận lại số tiền đó tử cống chuột người về nhưng không chịu nhận lại tiền khổng tử biết chuyện liền chê trách nói trò tứ làm sai rồi bậc thánh nhân làm việc gì đều nhắm đến việc sửa đổi phong tục tập quán cho tốt hơn để dẫn dắt dạy dỗ đời những điều có thể làm được chứ không chỉ riêng tự thân mình làm nay ở nước lỗ rất ít người giàu có đa số là dân nghèo nếu chuột người về rồi nhận lại tiền mà xem là không liêm khiết thì làm sao tiếp tục chuột người khác nữa từ nay về sau e rằng sẽ không còn ai chuột dân lỗ bị bắt làm nô lệ ở các nước khác về nữa rồi lại khi tử lộ cứu sống một người suýt chết đuối người ấy mang một con trâu đến tạ ơn tử lộ nhận lấy khổng tử biết chuyện vui mừng nói từ nay nước lỗ ắt sẽ có nhiều kẻ dám liều mình cứu người chết đuối nếu theo cách nhìn của người thế tục thì tử cống chuột người mà không nhận lại tiền là tốt còn tử lộ cứu người mà nhận trâu là xấu thế nhưng khổng tử lại tại khen tử lộ mà chê tử cống cho nên biết rằng việc làm thiện không xét theo sự việc đang xảy ra mà phải xét đến những ảnh hưởng lan rộng ngấm ngầm theo sau sự việc ấy không xét theo hiện tại nhất thời mà phải xét về tác động lâu dài không xét riêng một người mà phải xét đến ảnh hưởng đối với nhiều người nếu việc đang làm tuy là việc thiện nhưng ảnh hưởng lan rộng có hại cho người khác thì việc ấy tuy có vẻ như thiện nhưng kỳ thật lại là sai lầm nếu việc đang làm tuy là bất thiện nhưng ảnh hưởng lan rộng có thể cứu giúp người khác thì việc ấy tuy có vẻ như bất thiện nhưng kỳ thật lại là đúng đắn ở đây chỉ lấy riêng một ý tiêu biểu là thiện và bất thiện mà luận giải còn những ý nghĩa khác như việc làm hợp đạo nghĩa lại giống như phi nghĩa việc làm đúng lễ giáo lại giống như trái lễ việc làm giữ đúng chữ tính lại giống như bất tính việc làm từ ái lại giống như không có lòng từ hết thảy đều nên phân biệt chọn lựa cho rõ ràng như thế nào là lệch lạc khác với chính đáng tể tướng lã văn ý khi mới từ quan về quê dân chúng khắp nơi trong nước đều hết lòng kính ngưỡng Xem như núi Thái Sơn như sao bắt đầu. Có một người cùng làng uống rượu say mắng chửi ông, ông không giận, nói với người hầu rằng: "Người ấy say rồi, đừng so đo với hắn." Rồi đóng cửa lại không quan tâm đến. Qua năm sau, người ấy phạm tội tử hình bị giam vào ngục. Lã Văn Ý biết chuyện lấy làm hối hận, nói: phải chi hồi đó ta có chút lưu tâm việc sai trái của hắn bắt giao cho quan phủ trị tội ắt là hắn phải chịu sự trừng phạt nhỏ mà có thể ngăn ngừa được tội ác lớn ta khi ấy chỉ muốn giữ lòng nhân hậu không ngờ lại nuôi dưỡng cái ác của kẻ ấy cho đến nỗi thành ra sự việc như hôm nay đó là có lòng lành nhưng lại thành ra làm việc xấu lại có trường hợp khởi tâm xấu ác nhưng lại làm được việc tốt lành như có nhà kia hết sức giàu có gặp năm mất mùa đói kém có đám dân cùng khốn cướp lúa thóc nơi chợ búa ngay giữa ban ngày báo lên quan huyện nhưng quan huyện không giải quyết những người kia thấy vậy lại càng phóng túng hơn cuối cùng nhà giàu ấy liền tự ý bắt giam những kẻ cướp nhờ vậy dân chúng mới được yên ổn nếu không làm thế ắt cả vùng đều loạn cả cho nên làm việc thiện là chính đáng làm việc xấu ác là lệch lạc điều ấy thì ai cũng biết nhưng khởi tâm thiện mà làm thành việc xấu ác ấy là trong chỗ chính đáng mà thành lệch lạc khởi tâm ác mà làm thành việc thiện ấy là trong chỗ lệch lạc mà thành chính đáng những điều như thế không thể không suy xét rõ như thế nào là một phần khác với trọn vẹn. Kinh dịch nói, điều thiện không tích chứa thì không đủ tạo thành danh thơm tiếng tốt. Điều xấu ác không tích chứa thì không đủ gây thành họa diệt thân. Kinh thư nói, tội ác của nhà thương như tiền sâu thành chuỗi, không phải chỉ trong một lúc mà thành. Cũng như việc tích chứa đồ vật vào vật chứa, nếu siêng năng tích chứa ắt có ngày sẽ đầy đủ, trọn vẹn. Nếu biến trễ không tích chứa, ắt chỉ được một phần, không thể chứa đầy trọn vẹn. Đó là một cách giải thích về sự khác biệt giữa một phần hay trọn vẹn. Lại nữa, ngày xưa có một cô gái đến chùa, muốn cúng dường nhưng không có nhiều tiền, chỉ còn vỏn vẹn hai đồng xu liền mang ra cúng hết cho chùa. Vị tăng trụ trì thấy vậy, đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau, cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa, mang theo một ngàn lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì thấy vậy, đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau, cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa, mang theo một ngàn lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì chỉ sai đồ chúng, làm lễ hồi hướng rồi thôi. Cô ấy liền hỏi, Ngày trước con cúng dường chỉ có hai đồng xu, thầy đích thân làm lễ sám hối cho con. Nay con cúng dường đến cả ngàn lượng bạc, mà thầy không tự thân làm lễ hồi hướng là vì sao? Thầy trụ trì đáp, số tiền trước đây tuy ít nhưng tâm cúng dường hết sức chân thành nếu lão tăng này không đích thân làm lễ sám hối thì không xứng với công đức ấy nay số tiền cúng dường tuy nhiều nhưng tâm cúng dường không được chí thiết như trước có người thay ta làm lễ sám cũng đã đủ rồi như thế cúng dường một ngàn lượng bạc nhưng thiếu tâm thành thì vẫn chỉ là việc thiện một phần mà cúng dường chỉ hai đồng xu với tâm trí thành được xem là trọn vẹn lại xét chuyện chung ly truyền pháp luyện đan cho lã tổ có thể biến sắc thành vàng lã tổ hỏi cuối cùng rồi vàng có trở lại thành sắc không chung ly đáp sau năm trăm năm sẽ trở lại thành sắc lã tổ nói như vậy, ắt sẽ làm hại người 500 năm sau. Tôi không muốn làm như vậy đâu. chung Ly nói, Người tu tiên nhất thiết phải tích chứa đủ 3.000 công hạnh. Nhưng chỉ một lời này của ông đã trọn đủ 3.000 công hạnh rồi. Đây cũng là một cách giải thích khác. Lại như người mang tài vật ra cứu giúp người khác, bên trong không thấy có bản thân mình là người cứu giúp bên ngoài không thấy có người được cứu giúp khoảng giữa không thấy có tài vật được mang ra cứu giúp đó gọi là thấu suốt bản thể của người thí vật thí và kẻ nhận thí đều không thật cũng gọi là tâm thanh tịnh chuyên nhất được như vậy thì một đấu thóc cũng có thể gieo trồng công đức không bờ bến một đồng xu cũng có thể làm tiêu trừ tội lỗi trong ngàn kiếp nhưng nếu như tâm này chưa được trọn rang thanh tịnh thì dẫu đến vạn vật vàng rồng mang làm việc thiện phước đức vẫn không đầy đủ trọn vẹn đây cũng là một cách giải thích khác như thế nào là lớn lao khác với nhỏ nhặt thuở xưa vệ trọng đạt là một quan chức hàng lâm viện tự thấy mình bị bắt đưa đến âm ti Diêm Chúa sai thư lại trình lên những ghi chép thiện ác của Trọng Đạt đã làm ở Dương gian. Khi so sánh, thì thấy những ghi chép xấu ác quá nhiều, bày ra choáng đầy cả sân, còn việc thiện thì quá ít, chỉ được ghi trên một mảnh lụa cuộn tròn lại, nhỏ như chiếc đũa. Diêm Chúa sai đặt tất cả lên hai bên đòn cân để so sánh nặng nhẹ, hóa ra hết thảy những ghi chép xấu ác bày ra đầy sân kia lại nhẹ hơn cuộn giấy lụa ghi việc thiện cuộn lại chỉ nhỏ như chiếc đũa trọng đạt thưa hỏi tôi năm nay chưa đến bốn mươi tuổi sao có thể nhiều việc xấu ác đến như thế diêm chúa đáp một niệm tà vậy khởi lên đã là xấu ác không đợi đến lúc ông thực sự làm nhân đó trọng đạt lại hỏi xem trong cuộn giấy lụa kia ghi chép những gì diêm chúa đáp triều đình trước đây huy động rất nhiều dân công tu sửa cầu đá ở tam sơn ông có dân sớ can ngăn việc ấy trong đó ghi lại bản sớ của ông trọng đạt thắc mắc tuy tôi có can ngăn thật nhưng triều đình không nghe theo thì việc ấy nào có ích lợi gì làm sao lại có tác dụng mạnh mẽ hơn tất cả những điều xấu ác như vậy Diêm Chúa đáp. Triều đình tuy không nghe theo việc ấy, nhưng một ý niệm của ông khởi lên vốn đã là vì lo lắng cho tất cả muôn dân nên được như vậy. Ví như triều đình chịu nghe theo ông thì tác dụng của việc thiện ấy lại càng mạnh mẽ hơn thế nữa. Cho nên, nếu tâm niệm hướng về khắp cả muôn người thì dù việc thiện nhỏ cũng thành lớn lao nếu chỉ riêng lo cho bản thân mình tuy có làm nhiều việc thiện cũng chỉ xem là nhỏ nhặt như thế nào là khó khăn khác với dễ dàng các vị nho gia ngày trước dạy rằng muốn tự chế phục bản thân thì phải khởi đầu từ chỗ khó chế phục nhất khổng tử bàn về việc tu sửa đức nhân cũng nói phải khởi sự trước nhất từ chỗ khó muốn khởi đầu từ chỗ khó ắt phải học theo như ông họ thư ở giang tây bỏ ra cả hai năm lương bổng ít oi của mình để thay người khác nộp tiền phạt lên quan phủ giúp cho vợ chồng người ấy được khỏi cảnh chia lìa lại như ông họ trương ở hàm đan đem hết số tiền dành dụm khó nhọc trong mười năm để thay người khác nộp tiền chuộc thân cứu sống được vợ con người ấy những người như thế đều có thể buông bỏ được điều rất khó buông bỏ là quyền lợi của bản thân lại như ông già họ cận ở trấn giang tuy tuổi già vẫn chưa có con nhưng không chấp nhận lấy một cô gái nhỏ tuổi làm thiếp mà trả lại cho gia đình người hàng xóm đó là những trường hợp nhẫn chịu được điều khó nhẫn chịu nên cũng được trời ban phước sâu dày thông thường những người giàu có quyền thế thì việc tạo công đức thật dễ dàng nhưng nếu dễ mà không chịu làm đó là tự hủy hoại chính mình những người nghèo khổ muốn làm việc tạo phước đức đều rất khó khăn nhưng khó khăn mà có thể làm được ấy mới là điều rất đáng quý việc tùy duyên cứu giúp người khác có muôn hình vạn trạng nhưng lượt nói theo những điểm đại cương thì có thể phân ra 10 loại. 1. Cùng người khác làm việc thiện. 2. Giữ lòng yêu kính đối với người khác. 3. Giúp thành tựu những điều tốt đẹp của người khác. 4. Khuyên bảo người khác làm việc thiện. 5. Cứu người khi nguy cấp. 6. Khởi xướng xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng. 7 bỏ tiền của làm việc tạo phước. 8. Ủng hộ và bảo vệ, giữ gìn chánh pháp. 9. Kính trọng các bậc tôn túc, trưởng thượng. 10. Khuyên người khác phải biết tôn trọng sự sống, thương yêu quý tiết mạng sống của muôn loài. 1. Thế nào là cùng người khác làm việc thiện? Thuở xưa vua Thuấn ở chỗ bến sông nhìn thấy những người đánh cá đều tranh nhau chỗ nước sâu nhiều cá khiến cho những người già yếu không đủ sức tranh giành phải bắt cá ở những nơi nước cạn dòng chảy xiết vua thuấn động lòng thương xót liền đến nơi ấy cùng mọi người đánh bắt cá khi thấy những người có ý tranh giành ngài che giấu việc xấu ấy chẳng nói gì đến khi thấy những người biết nhường nhịn người khác ngài hết lời ngợi khen tán dương trôi cũng làm theo giống như người ấy vua thuấn làm như vậy được một năm thì mọi người ở đó đều nhường nhịn cho nhau những chỗ nước sâu nhiều cá thông minh sáng suốt như vua thuấn nào có khó gì việc nói ra một lời dạy dỗ những người kia việc tốt nên làm thế mà ngài không dùng lời dạy dỗ lại dùng chính việc làm của tự thân để cảm hóa thay đổi người khác quả thật là một tấm lòng hiền lương thương người, chấp nhận khó nhọc. Chúng ta sống vào đời suy mạc, đừng lấy chỗ hay giỏi của mình mà lấn áp kẻ khác, đừng lấy chỗ tốt đẹp của mình mà so sánh với kẻ khác để tự cho mình là hơn, đừng cậy chỗ nhiều tài năng của mình mà gây khó cho người khác, nên tự kiểm soát, không phô bày chỗ tài trí của bản thân chỉ xem đó như hư huyễn không thật. Thấy người khác có chỗ lỗi lầm khiếm khuyết, nên bao dung mà che giấu giúp họ. Một mặt là tạo cơ hội cho họ có thể hối cải lỗi lầm, một mặt lại khiến họ có sự e dè kiên sợ mà không dám buông thả phóng túng. Thấy người khác có chút ưu điểm nhỏ dùng được, hoặc việc thiện nhỏ có thể chọn lấy thì lập tức từ bỏ chỗ chưa tốt của mình mà làm theo đó, lại nên hết lời ngợi khen xưng tán, truyền rộng sự tốt đẹp ấy đến với nhiều người khác. Từ sáng đến tối, mỗi một lời nói, mỗi một việc làm đều không vì nghĩ đến bản thân, hết thảy đều chỉ vì muôn người mà xây dựng cho thành nề nếp tốt đẹp chung. Đó chính là chỗ độ lượng của bậc đại nhân luôn vì lợi ích cho mọi người mà không nghĩ riêng cho bản thân mình hai thế nào là giữ lòng yêu kính người khác bậc quân tử với kẻ tiểu nhân nếu theo hình dáng bên ngoài mà xét thì rất dễ lẫn lộn chẳng khác nhau mấy nhưng chỉ duy nhất khi xét đến chỗ giữ lòng tu dưỡng thì thiện ác thật khác nhau rõ ràng phân biệt như trắng với đen không thể nhầm lẫn cho nên nói rằng bậc quân tử sở dĩ khác biệt với người tầm thường chỉ là ở chỗ giữ lòng tu dưỡng chỗ tu dưỡng của người quân tử chính là luôn giữ lòng thương yêu kính trọng đối với người khác nói chung trong muôn người ắt có kẻ thân thích người sơ giao kẻ quý hiển người hèn kém kẻ trí tuệ người ngu si kẻ hiền lương người hư hỏng phẩm chất cao thấp tốt xấu chẳng ai giống ai nhưng tất cả đều là đồng loại với ta cùng một bản thể như ta sao có thể không thương yêu kính trọng biết giữ lòng yêu kính muôn người đó chính là yêu kính thánh hiền có thể thấu hiểu được chí hướng của muôn người đó chính là thấu hiểu được chí hướng của bậc thánh hiền. Vì sao vậy? Vì chí hướng của bậc thánh hiền là mong muốn cho nơi nơi người người đều đạt được những điều họ mong muốn. Chúng ta thuận theo chí hướng đó mà thương yêu kính trọng, giúp cho muôn người đều được an ổn. Đó chính là vì các bậc thánh hiền mà mang lại sự an ổn cho người đời. Ba Thế nào là giúp thành tựu điều tốt đẹp của người khác? Khi Ngọc còn trong quặng đá, mang vất bừa bãi, ắt chẳng có giá trị gì hơn viên ngói hòn sỏi. Nhưng nếu được mài dũa đúng cách, ắt trở thành Ngọc Khuê, Ngọc Chương quý giá. Vì thế, khi thấy người khác làm được một việc thiện, hoặc gặp người có chí hướng tốt đẹp, hoặc tư chất có thể hướng thiện, đều nên hết lòng dẫn dắt chỉ bày, giúp cho người ấy thành tựu được những điều tốt đẹp, hoặc vì người ấy mà ngợi khen, trợ lực, hoặc giúp sức duy trì những điều tốt đẹp. Nếu có ai vu khống người ấy, nên vì họ mà làm rõ, hoặc cùng chia sẻ nhận lấy những hủy bán công kích, cần giúp sức cho đến khi người ấy được thành tựu vững vàng mới thôi. người đời nói chung thường không ưa thích những ai khác biệt với mình người hiền lương trong thôn xóm thường rất ít mà những kẻ xấu ác lại rất nhiều cho nên người hiền lương ở đời thường rất khó tự mình đứng vững hơn nữa những kẻ tài ba xuất chúng thường cương trực thẳng thắn không quá chú trọng đến dáng vẻ bên ngoài do đó thường dễ bị người đời chỉ trích vì thế việc thiện ở đời thường dễ thất bại, mà người làm việc thiện lại thường bị người đời chê bai phỉ bán. Chỉ những bậc nhân hậu hơn người mới ra sức giúp đỡ, trợ lực cho người làm việc thiện, cho nên công đức ấy thật hết sức lớn lao. 4. Thế nào là khuyên bảo người khác làm việc thiện? Đã sinh ra làm người ai ai cũng sẵn có tâm hiền thiện nhưng đường đời buôn ba xuôi ngược nên rất dễ đắm chìm sa đọa vào nẻo xấu ác vì thế khi giao tiếp ở đời ta nên khéo léo vận dụng phương tiện để giúp người khác trừ bỏ những nhận thức sai lầm mê muội ví như vì kẻ đang say trong giấc mộng đêm dài mà giúp cho nhất thời tỉnh mộng lại ví như vì kẻ bị vây hãm đã lâu trong khổ đau phiền não mà cứu thoát đưa đến nơi mát mẻ trong lành ân huệ đó thật lớn lao không gì bằng hàn vũ nói khuyên dạy người khác trong nhất thời thì dùng lời nói khuyên dạy người đến trăm đời sau thì viết sách nếu so với việc tự thân mình cùng người khác làm việc thiện như đã nói trong phần một ở trên thì việc khuyên bảo người khác làm việc thiện tuy là có hình thức biểu lộ nhưng giống như tùy bệnh cho thuốc cũng có lúc phát huy tác dụng đạt được hiệu quả nên không thể bỏ đi nếu có lúc dùng lời khuyên bảo người khác mà không hiệu quả ngược lại còn đánh mất đi quan hệ với người khác thì phải quay lại tự xét trí tuệ của mình vì chưa đủ sự khéo léo năm thế nào là cứu người khi nguy cấp người đời ai cũng có những lúc nguy cấp hoạn nạn nếu gặp những trường hợp ấy nên xem như hoạn nạn nguy cấp đang xảy ra cho chính bản thân mình phải nhanh chóng cứu giúp giải nguy hoặc dùng lời nói giúp người sáng tỏ sự oan ức hoặc tìm đủ mọi phương cách mà cứu giúp sự hoạn nạn nguy cấp của người. Thôi tử nói, ân huệ không phải quý ở sự nhiều ít, mà giúp người vào lúc nguy cấp mới là quan trọng. Quả thật là lời nhân hậu biết bao. 6. Thế nào là khởi xướng, xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng? Ở phạm vi nhỏ thì như trong một xóm thôn, ở phạm vi lớn hơn thì như trong một quận huyện nếu thấy bất kỳ việc gì có lợi ích chung thì rất nên khởi xướng xây dựng đó là những việc như đào mương dẫn nước đắp đê ngăn lũ hoặc tu sửa đường xá cầu cống để thuận tiện cho kẻ đi đường hoặc cung cấp cơm ăn nước uống để cứu giúp người lúc đói khát đối với những việc ấy nên tùy hoàn cảnh mà khuyên bảo, khuyến khích mọi người cùng nhau góp sức làm. Khi đã làm thì chẳng sợ kẻ khác hiềm nghi, chẳng nề hà gian khó. 7. Thế nào là bỏ tiền của làm việc tạo phước? Sự tu tập theo đạo Phật có hàng vạn thiện hạnh, trong đó hạnh bố thí được xem là trước nhất. Nói đến hạnh bố thí, chỉ cần một từ buông xả là trọn đủ. Bậc đạt đạo thì trong tâm buông xả sáu căn, bên ngoài buông xả sáu trần, cho đến hết thảy những vật sở hữu của mình, không có gì là không buông xả. Người chưa đạt được đến mức ấy thì trước tiên phải buông xả tiền bạc, mang ra bố thí. Người đời thường có cơm ăn áo mặc mà duy trì mạng sống, nên xem tiền bạc là quan trọng nhất. Chúng ta từ nơi chỗ quan trọng nhất đó mà buông xả, thì bên trong trừ được sự keo kiệt bụng xỉn của chính mình, bên ngoài cứu giúp được sự cần kiếp của người khác. Lúc mới bắt đầu làm việc bố thí, thường phải có sự cố gắng, khiên cưỡng, nhưng tập quen nhiều lần thì cuối cùng sẽ trở nên phóng khoáng, Tự nhiên. Bố thí là phương pháp hay nhất để dứt sạch lòng vị kỷ, trừ hết sự bám chấp tham tiếc. 8. Thế nào là ủng hộ và bảo vệ giữ gìn chánh pháp? Chánh pháp là con mắt sáng giúp chúng sinh muôn đời có thể nhìn thấy con đường thoát khổ. Không có chánh pháp con người làm sao có thể biết thuận theo trời đất để góp phần vào cuộc sinh tồn làm sao có thể giáo hóa thành tựu cho muôn loài làm sao có thể thoát ly khỏi mọi sự mê hoặc trói buộc trong đời sống thế tục làm sao có thể nhập thế tu sửa cải thiện cuộc đời xuất thế vượt thoát luân hồi sinh tử vì thế mỗi khi gặp những nơi thờ kính các bậc hiền thánh những kinh sách giáo pháp chúng ta đều phải cung kính tôn trọng mà sửa sang trang hoàng cho tốt đẹp. Đến như việc nêu cao và rộng truyền chánh pháp, báo đáp ơn Phật thì lại càng phải hết lòng dốc sức. Chính thế nào là kính trọng các bậc tôn túc trưởng thượng? Nói đến các bậc tôn túc trưởng thượng thì trong phạm vi gia đình có cha mẹ anh chị trên phạm vi đất nước có các vị quan chức nhà cầm quyền cho đến trong phạm vi toàn xã hội thì hết thảy những người cao tuổi người đức độ người ở cương vị cấp trên hoặc người có sự hiểu biết cao rộng chúng ta đều nên có sự lưu tâm tôn kính phụng sự khi phụng sự cha mẹ ở nhà phải hết sức giữ lòng yêu kính dáng vẻ phải vui tươi nói năng phải nhỏ nhẹ từ tốn tập quen như vậy sẽ trở thành tính cách hòa nhã tự nhiên ấy là yếu tố căn bản có thể cảm động lòng trời khi bước ra xã hội phụng sự đất nước dù làm bất cứ việc gì cũng phải tự mình cẩn trọng không vì cấp trên không biết mà tự ý buông thả làm bậy nếu ở cương vị xét xử người khác, không vì cấp trên không biết mà tự ý ra oai, hà hiếp người khác. Người xưa có câu, phụng sự đất nước như thờ kính trời đất. Đó là những chỗ liên quan chặt chẽ đến âm đức của con người. Cứ thử xem qua gia tộc của những người giữ lòng trung hiếu. ắt thấy rõ, không nhà nào là không có con cháu hưng thịnh, phát đạt lâu dài cho nên nhất thiết phải thận trọng đối với việc này. 10. Thế nào là biết tôn trọng sự sống, thương yêu quý tiết mạng sống của muôn loài? Con người nhờ có lòng trắc ẩn mới xứng đáng được gọi là người. Muốn có lòng nhân hậu, trước tiên phải có lòng trắc ẩn. Muốn tích chứa phước đức, trước tiên phải tích chứa lòng trắc ẩn sách chu lễ nói trong tháng mạnh xuân tế lễ không được dùng những con vật giống cái mạnh tử nói người quân tử lánh xa chỗ bếp nút những điều như thế đều là để giữ gìn tấm lòng trắc ẩn biết thương tiếc sự sống của muôn loài cho nên người xưa có bốn loại thịt tránh không ăn đó là một thịt con vật nghe tiếng kêu khi bị giết. 2. Thịt con vật nhìn thấy khi bị giết. 3. Thịt con vật do chính mình nuôi dưỡng. 4. Thịt con vật người khác cố ý giết để đãi mình. Người học đạo nếu chưa thể hoàn toàn dứt bỏ việc ăn thịt thì cũng nên khởi đầu từ việc tránh ăn những loại thịt như trên. Dần dần tu tiếng, tâm từ bi được nuôi dưỡng lớn mạnh hơn khi ấy không những có thể giữ giới không giết hại mà còn có thể nhận thức sâu xa rằng hết thảy các loài sâu bọ côn trùng động vật đều có sự sống cần phải tôn trọng những việc như, như luộc kén tầm kéo tơ cày bừa ruộng đất làm chết côn trùng đều là giết hại mà cơm áo của chúng ta có được là từ những việc như thế. Cho nên cũng chẳng khác nào giết hại loài khác để giành lấy sự sống cho chính mình. Hiểu được như thế thì mới thấy rằng sự hoang phí lương thực, vật dụng cũng không khác gì tội giết hại. Cho đến những việc như lỡ tay làm chết, dẫm chân đoạt mạng côn trùng, thật không thể biết được đã nhiều đến mức nào nên phải hết sức đề phòng hạn chế cổ thi có câu rằng lưu hạt cơm thừa thương chuột đói giữ mạng thiêu thân chẳng đốt đèn thật nhân từ biết bao thiện hạnh có rất nhiều không thể kể hết ra được nhưng từ nơi mười điều vừa nói trên đây mà suy xét rộng ra thì muôn ngàn công đức đều có thể đầy đủ cả của trời thường bớt những chỗ dư thừa mà bù đắp chỗ khuyết thiếu. Đạo của đất thường làm thay đổi chỗ tràn đầy mà giữ nguyên chỗ khuyết thiếu. Quỷ thần thường gây hại nơi sung mãn mà ban phúc nơi khiêm hạ. Lòng người thường ghét kẻ cao ngạo mà yêu thích kẻ khiêm hạ. Trời đất, quỷ thần với con người đều chuộng đức khiêm hạ. Vì thế, nên trong kinh dịch, chỉ riêng một quẻ khiêm là cả sáu hào đều tốt lành. Kinh Thư nói, sung mãn thường chút lấy tổn hại, khiêm hạ được nhận lãnh ít lợi. Tôi đã nhiều lần cùng những người khác đi thi, mỗi khi gặp kẻ học trò nghèo sắp đổ đạt, đều thấy có dáng vẻ khiêm hạ lộ rõ ra bên ngoài. Vào năm Tân Mùi trong số cử nhân về kinh đô dự thi, thì nhóm đồng hương gia thiện chúng tôi có 10 người. Đinh Kính Vũ là người nhỏ tuổi nhất, tính tình hết sức khiêm hạ. Tôi có nói với phí cẩm pha, anh này năm nay ắt sẽ thi đổ. Họ phí hỏi lại, làm sao biết được? Tôi đáp, chỉ người khiêm hạ mới được nhận lãnh phước báo anh xem trong số chúng ta có ai thật thà chất phát nhường nhịn không tranh giành như kính vũ chăng có ai giữ lòng cung kính vân chiều hết lòng khiêm hạ như kính vũ chăng có ai bị người hà hiếp không cần đáp trả bị người chê bai không cần biện giải như kính vũ chăng người được như thế ắt trời đất quỷ thần thường trợ giúp sao có thể không vươn lên được đến khi yết bản quả nhiên kính vũ trúng tuyển vào năm đinh sửu tôi về kinh đô cùng ngụ một chỗ với phùng khai chi nhận thấy ông này tính tình khiêm hạ dung mạo nghiêm trang phần lớn là do đã rèn luyện quen từ thuở nhỏ khi ấy có lý tể nham là người bạn tốt tính tình thẳng thắn thường nhiều lần công khai phê phán chỉ trích những điều sai lầm của khai chi chỉ thấy anh ta bình tĩnh lắng nghe và nhận chịu chưa từng có một lời phản đối khi ấy tôi có nói với khai chi rằng phước báo đều có căn nguyên tai họa cũng có nguồn gốc từ trước tâm mình thực sự khiêm hạ ách trời sẽ giúp năm nay nhất định anh sẽ thi đỗ quả nhiên đúng như vậy ông Triệu Vũ Phong, tên Quang Viễn, là người huyện Quang thuộc tỉnh Sơn Đông. Tuổi còn trẻ đã thi đổ cử nhân ở kỳ thi hương, nhưng rất lâu sau thi hội nhiều lần chẳng đổ. Cha ông được bổ làm quan chủ bạ ở huyện Gia Thiện. Ông theo cha đi nhậm chức. Vì ngưỡng mộ văn tài của tiền Minh Ngô, nên ông mang bài văn của mình đến cho họ tiền xem. Tiền Minh Ngô xem qua rồi liền sổ toẹt hết cả bài. Triệu Vũ Phong chẳng những không giận mà còn hết lòng khâm phục, nhanh chóng tự sửa đổi. Năm sau, ông liền thi đổ. Vào năm nhâm thình, ta đến Kinh Thành Triều Kiến. Nhân lúc đó, được gặp Hạ Kiến Sở, ta thấy ông này thần khí khoan thư không tự mãn, tâm ý khiêm hạ, vẻ nhúng nhường lộ rõ ai cũng thấy lúc về, ta có nói với bạn bè rằng: Thông thường khi trời sắp giúp một người nào hưng khởi thì khi chưa ban phúc đã trước hết làm cho người ấy phát khởi trí tuệ. Một khi trí tuệ phát khởi thì người hư huyễn bẩn cợt sẽ trở nên chân thành tín thật. Người phóng túng buông lung sẽ tự biết kiềm chế thu liễm. Ông kiến sở hòa nhã hiền lành như thế ấy là đã được trời khai mở trí tuệ rồi ắt nay mai sẽ được ban phúc đến khi yết bản hạ kiến sở quả nhiên thi đổ. trương úy nham người huyện giang âm học nhiều biết trọng có danh trong giới văn chương vào năm giáp ngọ ông về nam kinh thi hương ở trọ trong một ngôi chùa đến khi niêm yết kết quả thi không thấy tên mình trúng tuyển ông hết lời chửi mắng quan chủ khảo cho là có mắt không trồng bấy giờ có một đạo sĩ đứng gần đó bật cười họ trương lập tức quay sang nổi cơn thịnh nộ với đạo sĩ đạo sĩ nói văn của ông chắc chắn là không hay rồi họ trương càng sôi giận hơn quát nạt ông chưa từng đọc văn của tôi sao biết là không hay Đạo sĩ nói: Tôi nghe rằng người làm văn quý nhất ở chỗ tâm ý khí chất ôn hòa bình thản. Này nghe ông chửi mắng, tâm ý khí chất không có chút ôn hòa bình thản gì cả thì văn làm sao có thể hay? Họ Trương nghe như thế, hốt nhiên khâm phục, liền thi lễ xin được chỉ dạy. Đạo sĩ nói: Việc thi đổ hay không đều do số mạng số mạng của mình không đáng đổ đạt, thì dù văn hay cũng chẳng ít gì. Nên tự thay đổi chính mình mới được. Họ trương hỏi, đã do số mạng định sẵn, thì làm sao thay đổi? Đạo sĩ nói, tạo ra số mạng là trời, mà an lập số mạng là chính mình. Nỗ lực làm thiện, rộng tích âm đức, thì có phước đức nào mà không cầu được? Họ trương nói, tôi chỉ là anh học trò nghèo, làm sao làm việc thiện? Đạo sĩ nói, việc làm thiện, tích âm đức đều từ nơi tâm mình mà ra. Thường giữ tâm hiền thiện thì được vô lượng công đức. Chẳng hạn như việc giữ tâm khiêm tốn, nhún nhường, nào có tốn kém tiền bạc gì? Sao ông không biết tự xem lại mình, còn chửi mắng quan chủ khảo? Trương Úy Nham từ đó theo lời dạy, cố tự sửa đổi, bỏ lòng kiêu mạng mà giữ đức khiêm hạ. Tâm thiện ngày càng tăng trưởng, đức hạnh ngày một sâu sâu dày. Năm đinh dậu, ông nằm mơ thấy đi đến một căn phòng trên cao, nhìn thấy một quyển sổ ghi chép tên người thi đổ. Trong đó có nhiều hàng bỏ trống, liền hỏi một người đứng bên cạnh rằng. Bản danh sách chép tên người thi đổ khoa này, sao lại thiếu nhiều tên như vậy? Người ấy đáp. Việc chọn người đổ đạt ở cõi âm, cứ ba năm lại một lần khảo xét so sánh. Những người thường tích âm đức, không phạm lỗi lầm mới có tên trong đó. Những dòng bị trống đó, đa phần đều là những người, vốn ngày trước đáng được đổ đạt, nhưng vì gần đây đức hạnh kém cỏi nên bị xóa đi. Sau đó, người ấy lại chỉ vào một dòng còn trống trong sổ và nói. Trong ba năm qua, ông luôn biết giữ mình thận trọng, có thể được ghi tên vào đây. Mong ông biết tự lo cho mình. Khoa thi năm ấy, quả nhiên Trương Úy Nham thi đổ, xếp hạng thứ 105. Do những điều như trên mà biết được rằng trên đầu ba thước nhất định có thần minh soi xét việc lành giữ tốt xấu chắc chắn đều do chính mình cần phải biết giữ lòng hiền thiện kiểm soát mọi việc làm của mình không một mảy may phạm vào những điều xấu ác luôn khiêm hạ nhún nhường khiến cho trời đất quỷ thần đều cảm động trợ giúp như thế mới có được nền tảng để hưởng phước báo người nào tính khí cao ngạo tự mãn ắt phải là kẻ thiển cận ví như có được hưng khởi phát triển cũng không thể thọ hưởng lâu dài được người có chút tri thức hiểu biết ắt không ai chịu rơi vào chỗ độ lượng hẹp hòi tự đánh mất đi phước báo như thế huống chi sự khiêm tốn là mở ra cơ hội học hỏi từ người khác lại có thể nhận lấy noi theo việc làm thiện của người không có giới hạn người cầu công danh sự nghiệp lại càng không thể thiếu sự khiêm hạ lời xưa có câu có chí hướng công danh ắt được công danh chí hướng sang giàu ắt được sang giàu người có chí hướng như cây có gốc trễ muốn lập chí công danh vững vàng phải luôn luôn giữ lòng khiêm hạ nhúng nhường. Vận dụng khéo léo vô số phương tiện mà làm việc thiện, tự nhiên sẽ cảm động thấu cả đất trời. Cho nên, phước đức đều do chính mình tự tạo. Người đời nay muốn cầu thi cử đổ đạt, nhưng khởi đầu thường không có chí hướng chân thật. Bất quá chỉ là sự hướng khởi trong nhất thời mà thôi lúc có hứng khởi thì mong cầu lúc không còn hứng khởi ắt cũng thôi không mong cầu nữa mạnh tử nói với vua nước tề nhà vua hết sức yêu thích âm nhạc nước tề sắp thịnh vượng rồi ta đối với con đường công danh khoa bản cũng giống như vậy sơ lược tiểu sử viên liễu phàm Viên Liễu Phàm sinh năm 1533, trước có tên là Viên Biểu, sau đổi thành Viên Hoàng, tự Khung nghi, cũng có tên tự là Khánh Viễn. Trước lấy hiệu là Học Hải, sau đổi hiệu là Liễu Phàm. Tổ tiên họ Viên vốn cư ngụ ở Phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, vào cuối đời nguyên là một gia tộc hết sức giàu có. Sang đầu triều Minh Yên Vương Chu Lễ cướp ngôi của cháu mình là Chu Doãn Văn, tự lên làm hoàng đế, xưng là Minh Thành Tổ. Khi ấy có một số người phản đối, bị Minh Thành Tổ truy bắt giết sạch. Tổ tiên họ Viên vì có giao du với những người chống đối nên cũng bị truy bắt, may mắn chạy thoát được nên phải lưu lạc khắp nơi, sau đến ngụ ở Nam Trực, thuộc huyện Ngô Giang. Phủ Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Đến đời viên liễu phàm cưới vợ người huyện Gia Thiện, rồi đến ở rễ, hóa ra lại quay về quê cũ của tổ tiên là Phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Tiên sinh viên liễu phàm rất chú trọng phép tỉnh tọa dưỡng sinh. Ông có để lại hai tác phẩm nổi tiếng về chủ đề này là Nhiếp sinh tam yếu và tỉnh tọa yếu quyết. Sách tỉnh tọa yếu quyết có ba thiên, dự hành, tu chứng và điều tức. Thiên dự hành giới thiệu những điều cần yếu của người luyện tỉnh tọa, trọng điểm là điều tâm, hệ duyên thu tâm, tá sự luyện tâm, tỉnh xứ dưỡng khí, náo xứ luyện thần, thiên tu chứng thảo luận sự tự thể nghiệm của việc tọa thiền. Thiên điều tức giới thiệu ba phương pháp điều tức của Phật giáo. Tiên sinh viết sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1601, 69 tuổi. Ban đầu, đây chỉ là những lời răng dạy được ông viết ra cho con trai là Viên Thiên Khải, năm ấy vừa được 20 tuổi, nên được ông gọi là giới tử văn, bài văn răng dạy con. Về sau, sách được lưu hành hết sức rộng rãi khắp nơi, nên người đời sau đổi tên lại là Liễu Phàm Tứ Huấn, bốn điều khuyên dạy của tiên sinh Liễu Phàm Cha ông mất sớm, mẹ ông khuyên theo học nghề thầy thuốc. Sau, ông gặp tiên sinh họ khổng, người Vân Nam, truyền cho phép toán số hoàn cực của Thiệu Khang Tiết và đoán số mạng suốt đời cho ông. Ông nghe lời họ khổng, bỏ nghề thuốc, ra công học tập để cầu công danh sự nghiệp. Niên hiệu Long Khánh thứ ba, năm 1569, ông gặp được Thiền Sư Vân Cốc ở núi Thê Hà, Kim Lăng. Thiền Sư dạy ông đạo lý làm thiện tích đức có thể chuyển đổi số mạng. Ông như người ngủ mê chợt tỉnh từ đó liên đổi hiệu học hải thành liễu phàm để ghi nhớ cuộc gặp gỡ này và thuyết tự lập số mạng vừa học được. Ông tự nguyện từ đó về sau, quyết không rơi vào cách nghĩ, cách làm thông thường của người phàm tục. Sang Niên hiệu Long Khánh thứ tư năm 1570, ông thi đỗ cử nhân Niên hiệu Vạn lịch thứ mười bốn. Năm 1586, ông Đỗ Tiến Sĩ được bổ làm huyện lệnh huyện Bảo Để sau thăng làm chủ sự ở ti chức phương thuộc Bộ Binh. Ông tham gia cuộc chiến tranh với quân Nhật tại Triều Tiên, từng chỉ huy đẩy lùi quân Nhật. Niên hiệu Vạn lịch thứ 21 năm 1593 vào ngày 27 tháng Giêng, cũng trong cuộc chiến tranh với quân Nhật xảy ra trên đất Triều Tiên lý như tùng cầm quân tại bách đề quán bị thua to binh bộ thượng thư lúc ấy là thạch tinh vốn chủ trương nghị hòa viên liễu phàm tán thành việc thượng thư thạch tinh chỉ trích cách cầm quân của lý như tùng do đó tùng để tâm oán hận thời gian sau lý như tùng sàm tấu lên triều đình gán cho viên liễu phàm mười điều tội danh liễu phàm vì việc đó bị bãi chức về quê Ông mất ở quê nhà vào năm 1606, đến niên hiệu Thiên Khải thứ ba, năm 1623, vụ án oan của ông mới được làm sáng tỏ. Ông được quan lại bộ thượng thư là Triệu Nam Tinh, truy tặng quân công và triều đình truy phong cho ông là Thượng Bảo Ti Thiếu Khanh. Chuyện Du Tịnh Ý gặp thần bếp Du Tịnh Ý Công, Ngộ Táo Thần Ký làm lành gặp dữ. Trong khoảng niên hiệu gia tỉnh triều Minh, có người họ du ở tỉnh Giang Tây, tên Húy là Đô. Tên tự là Lương Thần, kiến thức uyên bác, lại có nhiều tài năng. Từ năm 18 tuổi đã thi đỗ tú tài, mỗi lần vượt qua các kỳ thi đều có thứ hạng cao. Thời tuổi trẻ, nhà nghèo nên du đô mở lớp nhận học trò lại cùng các bạn đồng học khoảng hơn 10 người thành lập nhóm văn xương xã, khuyến khích nhau thực hành những việc như giữ gìn kính tiết giấy có chữ viết, phóng sinh cứu vật, răng ngừa những sự tham dâm, giết hại, nói dối. Thực hành như vậy được nhiều năm. Trước sau, ông đã tham dự đến bảy khoa thi hương, nhưng đều không đổ lên cử nhân ông judo sinh được năm đứa con trai thì có đến bốn đứa bị bệnh chết sớm còn lại đứa thứ ba rất thông minh tuấn tú dưới lòng bàn chân trái có hai nốt ruồi vợ chồng ông hết sức yêu quý đến năm lên tám tuổi đứa con trai ấy đi chơi trong làng bỗng lạc mất không về chẳng biết đi đâu ông sinh được bốn đứa con gái cũng chỉ còn lại một vợ ông thương khóc con đến nỗi mù cả hai mắt. Ông Judo vất vả quanh năm nhưng ngày càng nghèo túng hơn. Ông thường tự xét mình không phạm tội lỗi gì lớn, chẳng biết vì sao bị trời trừng phạt nặng nề bi thảm đến như vậy. Từ năm ông Judo được hơn 40 tuổi, mỗi năm đến cuối tháng chạp đều tự tay viết một tờ sớ trên giấy vàng kể lễ than vãn về gia cảnh của mình, cầu khẩn với thần bếp xin chuyển đạt lên ngọc đế. Đã nhiều năm như vậy, nhưng chẳng thấy kết quả gì. Thần bếp giáo huấn Cho đến năm 47 tuổi, vào đêm giao thừa cuối năm, ông Judo đang ngồi trong nhà với đứa con gái và người vợ mù. Cảnh nhà túng quẩn, nên cả nhà đều buồn bã thê lương tĩnh lặng không khí ngập tràn đau thương chua xót bỗng nghe có tiếng gõ cửa ông liền cầm đuốc đi ra xem nhìn thấy một người mặc y phục màu đen đầu đội khăn vuông kiểu đạo sĩ râu tóc xem chừng đã vào khoảng năm sáu mươi tuổi người ấy chắp tay vái chào rất lịch sự rồi đi theo vào nhà ngồi xuống tự giới thiệu mình là người họ Trương, từ xa đến đây, nghe biết nhà ông có chuyện buồn khổ nên đặc biệt tìm đến an ủi. Ông Judo thấy người khách có vẻ lạ thường nên thi lễ hết sức cung kính. Nhân khi trò chuyện, liền kể với ông khách họ Trương, việc mình suốt đời đọc sách thánh hiền, làm thiện tích đức, nhưng đến nay, đường công danh chẳng được như ý vợ con không trọn vẹn cơm ăn áo mặc còn chưa đủ lại đã nhiều lần viết sớ nhờ thần bếp trình lên ngọc đế nhưng không thấy kết quả gì ông khách họ trương nói chuyện nhà ông tôi đã sớm biết từ lâu rồi tâm ý xấu ác của ông thật quá nặng nề ông vốn chỉ biết chạy theo hư danh sớ ông viết trình lên chứa đầy những lời oán hận xem thường thượng đế tôi chỉ e là sự trừng phạt còn chưa dừng lại ở mức như hiện nay đâu ông yu hết sức kinh hãi thưa rằng tôi nghe nói trong chốn u minh dù một điều thiện nhỏ cũng được ghi chép đủ tôi phát nguyện làm việc thiện kính cẩn giữ mình theo khuôn phép do văn xương xã đề ra đã lâu lẽ nào tất cả những việc ấy đều là chuộng hư danh thôi sao ông khách họ trương nói được vậy hãy thử lấy một điều trong những khuôn phép do văn xương xã của ông đề ra mà xét là việc giữ gìn kính tiết giấy có chữ viết nhóm nho sinh các ông cùng với những kẻ mà các ông giao thiệp hầu hết đều dùng giấy từ sách cũ để phết dán cửa sổ bao gói đồ vật thậm chí còn dùng để lau chùi bụi bặm trên bàn ghế nhưng miệng thì luôn nói chớ làm dơ bẩn giấy, chỉ nên đốt hết đi. Ông ngày nào cũng nhìn thấy những việc như vậy, nhưng chẳng có một lời ca ngăn răng nhắc. Chỉ thỉnh thoảng gặp vài mảnh giấy giữa đường thì nhặt về đốt đi. Như vậy phỏng có ích gì chăng? Lại nữa, trong nhóm văn xương xã của ông, mỗi tháng đều làm việc phóng sinh. Ông cũng chỉ qua loa làm theo, dựa vào người khác mà nên việc ví như những người khác không khởi làm thì ông cũng mê muội không làm kỳ thật trong lòng ông chẳng có mảy may tâm niệm từ bi hơn nữa trong nhà ông các loại tôm cua cũng thường bị đưa vào bếp nướng lẽ nào chúng lại không phải sinh mạng đó sao mỗi khi có sai trái trong lời nói ông lại dùng đến biện tài khéo léo lanh lợi khiến cho người nghe phải điên đảo, tưởng xấu là tốt, mà tháng phục ông. Khi ông mở miệng buông lời, trong lòng vẫn tự biết đang làm tổn thương đức tốt. Chỉ vì quen thối cũ, nên trong lúc cùng bạn bè tụ tập chuyện phím, cứ theo đà chê bai, giễu cợt người khác, không thể dừng lại được. Miệng lưỡi như thế của ông khiến quỷ thần phải nổi giận. Việc xấu ác ở cõi âm đã ghi lại thật nhiều chẳng biết đến bao nhiêu mà kể vậy mà ông còn tự nhận mình là người đức hạnh sâu dày lại cho rằng mình chẳng dối lừa khinh dễ ai sao lại cho rằng như vậy chẳng phải là khinh dễ trời cao đó sao còn về chuyện tà dâm tuy không xảy ra hành vi thực sự nhưng ông thấy gái đẹp thì chăm chăm nhìn kỹ tâm ý lăng xăng không còn tự chủ chỉ là không gặp dịp thích hợp để hành sự đó thôi ông hãy tự xét lại mình trong những lúc ấy liệu có được như lỗ nam tử chăng vậy mà dám nói là suốt đời không vướng chuyện tà dâm háo sắc có thể đối mặt với trời đất quỷ thần như lỗ nam tử xưa kia quả là lời dối trá đó là những khuôn phép do chính ông tự nguyện làm theo, được ghi thành quy củ điều luật của văn xương xã, mà còn như vậy, huống chi là những việc khác. Ông liên tục nhiều năm đốt sớ trình lên Thượng Đế, kể lễ sự tình. Thượng Đế lệnh cho sứ giả Nhật Du xem xét kỹ những việc thiện ác của ông làm. Trải qua nhiều năm, không thấy việc thiện nào có thể ghi nhận chỉ thấy những khi ông ở một mình nơi khuất tức vắng vẻ thì toàn là những tâm niệm tham lam dâm vật ganh ghét hẹp hòi nóng nảy tự mãn khinh người nhớ việc đã qua mong việc sắp đến báo thù rửa hận chen nhau khởi lên trong đầu nhiều đến mức không thể ghi chép hết những sự xấu ác đủ loại khởi lên từ tâm ý như thế đã tích tụ gắn kết kiên cố từ lâu Thần minh ghi chép đã nhiều, trời giáng hình phạt ngày càng nặng. Ông dù muốn tránh né tai họa, còn không được thì dựa vào đâu mà cầu hưởng phước lành? Ông dù đồ nghe qua như vậy hết sức kinh hoàng, sợ hãi khôn xiết, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thưa rằng: Ngài đã rõ biết hết những sự việc trong cõi u minh, nhất định là có quan hệ với tôn thần, cầu xin ngài ra tay cứu độ. Người khách họ Trương liền nói: Ông là người đọc sách, hiểu rõ lễ nghĩa, lại cũng biết hâm mộ điều lành, lấy đó làm vui, nhưng đang khi nghe người khác nói một lời thiện, lại không thể khích lệ, thấy người khác làm một việc thiện, lại không thể cổ vũ, chỉ toàn phạm vào những điều lỗi lầm, hư rỗng, hết thảy đều do cội gốc lòng tin chưa tự sâu vững, tâm tính lại từ lâu đã quen như vậy nên không hề tự xem xét lại vì thế mà suốt cả đời khi nói một lời lành làm một việc thiện chẳng qua đều chỉ là phô trương hư huyễn chưa từng có lời nào việc nào là chân thật cả hơn nữa tâm niệm xấu ác lại chất chứa tràn ngập trong lòng tiếp nối nhau không ngừng sinh khởi như vậy mà mong muốn được trời cho phước báo tốt lành thì có khác nào mảnh đất gieo trồng đầy những gai góc lại mê muội mong thu hoạch được lúa tốt chẳng phải sai lầm lắm sao ông từ nay về sau mỗi khi có những vọng tưởng tạp niệm như tham lam dâm dục giả dối thì phải đem hết quyết tâm mạnh mẽ mà dứt trừ tất cả thanh lọc tâm ý sao cho luôn trong sạch an tịnh mỗi mỗi tâm niệm đều chỉ toàn là hiền thiện khi gặp một việc thiện nếu thấy sức mình có thể làm được thì phải mang hết sức ra mà làm ngay trong lòng không mong báo đáp không cầu danh tiếng bất kể đó là việc thiện lớn hay nhỏ khó khăn hay dễ dàng đều đem tâm chân thành ham thích nhẫn nại mà làm nếu thấy sức mình không thể làm nổi thì cũng phải hết lòng lưu tâm ân cần khẩn khoản khiến cho tâm lành ấy được nuôi dưỡng trọn vẹn điều cốt yếu thứ nhất là phải có tâm nhẫn nại kham chịu thứ hai là phải có tâm kiên trì không thối chuyển nhất thiết không được biến lười nhất thiết phải chân thành không tự lừa dối cứ như vậy mà thực hành lâu ngày tự nhiên sẽ có những hiệu quả ứng nghiệm kỳ diệu khôn lường ta thấy gia đình ông thờ kính ta từ lâu hết sức chân thành nên mới đặc biệt đến đây có mấy lời xem như báo đáp ông phải nhanh chóng làm ngay không nên chậm trễ may ra mới có thể chuyển đổi được ý trời vị khách họ trương nói xong thì đi thẳng vào trong nhà du công lập tức đứng dậy đi theo vừa đến chỗ bàn thờ thần bếp thì hốt nhiên không còn thấy đâu nữa mới biết người mình vừa gặp chính là ngài liền cung kính đốt hương lạy tạ